cho nó phê, hít vô nó phê liền, hít vô là như trời ơi, đỉnh nhất là cái chuyện mà dễ gọi các bạn. Ok, ta ca họ, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình là Hài Hình và các bạn đang xem video này trên Forum Barber TV. Hôm nay mình sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái review, nhìn cái quan cảnh thôi mọi người cũng có thể biết được là sản phẩm này nó hơi hướng gì rồi đúng không? Đây sẽ là một sản phẩm hơi hướng Hồng Kông những thập niên 80 và đây. Và trên tay mình là sản phẩm Blackpink Brilliant Time. Đây là một cái dòng sản phẩm ở trên cái hũ này nó còn ghi là sáp sức tóc nữa các bạn. Đây là một dòng sản phẩm được sản xuất tại Mỹ nha các bạn. Được sản xuất tại Mỹ, được làm từ một người Việt Nam, và chính xác là hai người Việt Nam. Team thiết kế là người Hồng Kông, cho nên họ lấy cảm hứng từ Hồng Kông những thập niên 80, 70, đại loại là vậy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thông tin chi tiết của sản phẩm. Ok, và ngay trên tay của Hà Hiền hiện tại bây giờ là một lọ Blackpink Brilliant Time. Như các bạn cũng có thể thấy được là ngay trên cái hũ bề ngoài thì cũng khá là giống cái sản phẩm lần trước mình review cho các bạn. Thì nếu như mà các bạn ai kêu xem thì các bạn có thể bấm qua cái link, mình sẽ để ngay cái link đâu đó ở xung quanh đây. Cập nhật update thêm chút nữa thì cái vỏ bề ngoài của cái hũ này được team thiết kế của Blackpink nói là đây là họ dựa trên ý tưởng của hũ yến xào, là một cái hũ yến xào. Thì nhiều khi là đem cái này mà mang đi tặng á, thật sự là người ta cũng không biết đây là pomade luôn các bạn, thật sự luôn. Để mà nói rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Nhìn nó rất là, ai hiện đại xíu thì sẽ chê cái sản phẩm này nó sẽ hơi chuối, nó sẽ hơi nhà quê, nó sẽ hơi gọi là nó rất là cũ á. Nhưng mà mình nghĩ là thời đại này nó đã khác rồi. Thì khi mà họ sử dụng cái sản phẩm này thì họ lại cảm thấy là nó rất là thú vị. Ở đây nó có để một cái mộc rất là to, đó là Made in Asian America, nghĩa là được sản xuất từ những người châu Á ở Mỹ. Đại loại là mình dịch nôm na lại vậy cho mọi người dễ hiểu. Và bên hông thì họ cũng có ghi là maximum size oil base và foam hole. Vẫn như cũ, nó cũng khá là nặng chứ nó không có nhẹ như những cái loại mà bỏ trong hộp nhựa hay là như thế nào. Đây là một cái dòng sản phẩm nó khá là thú vị các bạn. Thú vị ở đây là bởi vì sao mình nói như vậy, là bởi vì thành phần bên trong nó rất là quái và quái dị. Đúng là những cái người mà đã từng có quá nhiều kinh nghiệm trong cái việc là test pomade và cũng giống như review pomade, thì họ đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm từ những cái hãng khác và họ làm cái dòng sản phẩm này. Và nãy mình có nói đây là oil base, nghĩa là gốc dầu đó, thì thường là mọi người sẽ tưởng tượng đến cái việc gì đầu tiên, đó chính là cái việc nếu như mà ai đã xài rồi, ai đã chuyên xài pomade, thì thực sự là họ nghĩ đến cái việc đơn giản đầu tiên, đó chính là cái việc là khó gọi. Nhưng không, ở sản phẩm này điều đó sẽ không xảy ra các bạn, điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một sản phẩm oil base nhưng mà sẽ là cực kỳ dễ gọi. Và tại sao cực kỳ dễ gọi? Đa phần tất cả những cái oil base của những cái hãng khác họ đều sử dụng một cái tinh dầu nó gọi là petro đó, để mà họ làm ra cái dung dịch dầu đó để mà mình xức lên tóc, để nó chống nước, chống lại nước. Nhưng còn ở Blackpink Brilliant Time này á, thì họ lại sử dụng mỡ cừu để thay vào cho petro đó. Petro quá dã man, quá hết sức là dã man. Khi mà họ lại tìm ra được một cái nguyên liệu khác để thay thế thì họ lại sử dụng mỡ cừu để họ tạo nên cái sự dày dặn của nó, sự đặc nghẹt của nó cho cái sản phẩm này. Quá sáng tạo, quá thông minh. Cùng với đó nữa là đỉnh hơn nữa là họ lại cho thêm một chút clay, thêm một chút đất sét và đất sét biển nha, thêm một chút đất sét biển vào để nó tạo nên một cái gì đó mà vừa ẩm mà vừa khô, nó rất là quái. Nghĩa là để cho cái clay này á, là để nó phồng tóc lên các bạn. Cái clay, cái đất sét này vô thì để cho nó phồng cái tóc của mình lên. Đó là một cái điển hình, một cái suy nghĩ và nó là một cái cuộc gỡ đen ở đây, cũng gọi là đối với mình nha, thì đây là một cái cuộc cách mạng rất là lớn. Khi mà ở đây họ niêm yết là oil base nhưng mà nó sẽ cực kỳ dễ gọi, đó là một cái mà điểm cộng và nó là cực kỳ to lớn trong ngành pomade mà đến bây giờ thì mình mới chứng kiến được những cái dòng sản phẩm này. Ok, nếu mà nói về độ bóng của oil base này thì thực sự là có lẽ đây sẽ là một điểm trừ
của Blackpink Brilliant. Tại vì sao ạ? Tại vì cái độ bóng của cái dòng sản phẩm Oil Bay này á, nó không có bóng bằng. Có lẽ là nó do cái sự hạn chế của mỡ cù, hay là nó do cái sự trung hòa của thằng đất sét, của thằng clay, cho nên là nó bị giảm đi khá là nhiều cái độ bóng của Oil Bay so với những cái dòng sản phẩm khác, những cái thương hiệu khác. Nó sẽ không quá bóng, độ bóng của nó sẽ ở mức độ là trên cái normal, nghĩa là nó sẽ bóng hơn chứ nó sẽ không có super siêu bóng, mà nó chỉ ở mức độ là có độ bóng thôi, có độ bóng trên tóc thôi khi mà mình sử dụng cái này. Và đặc biệt là khi mà các bạn sấy nó nữa, nó chảy ra nữa, thì nó chỉ ở mức độ gọi là bóng thôi, chứ nó không phải ở mức độ là siêu bóng. Bên trong này thì ở trên web á, mình cũng nghiên cứu, thì trên web của Blackpink Valentine này á, là một cái dòng sản phẩm mà đây là, không biết là đối với hiền thôi thì đây là cái sản phẩm đầu tiên. Còn đối với những cái bạn khác, các bạn chơi nhiều hay là những người chuyên gia thì không nói làm gì rồi, nhưng mà đối với Hiền thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là lạ, khi mà cái thành phần ở trong đó nó có thêm một thứ nữa, đó chính là lông não. Lông não các bạn, có nghĩa là sao? Khi mà các bạn sử dụng cái này thì đảm bảo các bạn sẽ tránh được những ai mà sợ dán, những ai mà sợ côn trùng á, thì các bạn sẽ nên sử dụng cái loại này nha. Tại vì đây là một cái mùi hương có thể, hoặc là một cái dưỡng chất, tinh chất gì đó có thể làm cho xua đuổi đi những cái con côn trùng mà các bạn không thích. Ai sợ dán giống mình thì nên xài nha. Mình cũng nghe đó, mình cũng khoái rồi đó. Thì đó, nôm na là vậy thôi, giỡn chơi vậy thôi. Thì cái lông não này nó là một cái loại để họ làm cho, có một cái việc rất là quan trọng, đó chính là cái chuyện mà trị nấm, trị khô da đầu. Đó, cái đó là một cái thực sự là nó cũng được. Sao cái hũ này nó nhiều chức năng mà nó nhiều tùm lum tùm la ta, thì không có thiệt là nó làm được những tất cả những cái chuyện mà nó đã từng nói ra không vậy trời, hay là nó đang thổi thần thánh lên để cho mọi người cảm thấy nó thú vị vậy. Nhưng mà thật sự là nếu như mà một cái brand nào đó lớn, hay là một cái brand nào đó uy tín, ví dụ như là hai cái chàng mà sản xuất ra cái sản phẩm này nè, thì thật sự là hai người này rất là uy tín trong cái việc review boom ad, thì thật sự là có thể, cũng có thể chứ đúng không? Tại vì tiên tiến mà, mọi thứ bây giờ thời đại là 4.0, 4.9 gì rồi, thì mình nghĩ là cái chuyện này nó cũng sẽ dễ dàng xảy ra khi mà cái dòng sản phẩm này được ra đời. Ok, ngay bây giờ thì mình sẽ mở ra để mình ngửi thử cái mùi gì. Đồ. Đồ. À. Mùi bên trong là mùi dầu khuynh diệp. Mùi bên trong là mùi dầu khuynh diệp các bạn. What the hell? Cái tụi này nó bị điên rồi hay sao ta? Nó làm gì vậy? Đây là mùi khuynh diệp nha các bạn. Đây là cái mùi giống như là gần thôi, gần. Mùi khuynh diệp thôi, nó sẽ là mùi dầu á, mùi dầu khuynh diệp á, mùi dầu khuynh diệp, nó sẽ gần giống với mùi của dầu gió, đại loại là vậy nhé. Mà nó không tới được tới cái mùi dầu gió, mùi khuynh diệp thôi, mùi dầu khuynh diệp thôi. Thông tin của cái dòng sản phẩm này thì bên trong là dạng dầu khuynh diệp, cùng với đó là sự kết hợp của hoa oải hương. Thực sự là để mà home cream một cái này nó có quá đáng đúng không các bạn? Thực sự là khi mà cái này nó quá nhiều thứ ở trong nó, và nó vừa dưỡng tóc, nó vừa dưỡng da đầu, nó vừa là Oil Bay, rồi nó vừa giữ nếp, rồi nó còn gọi là gì, nó xua đuổi côn trùng, rồi cái gì dầu, mùi dầu khuynh diệp, rồi cái gì tùm lum tùm la, trời cái gì quá trời vậy. Ở trong cái hũ này lạ vậy, người nghe cả vậy không, cái vỏ ở ngoài nó còn ghi ghét nữa, sản xuất bên Mỹ nhưng mà còn ghi chữ sáp sức tóc. Ở đây không ai, ở Việt Nam mình không ai sử dụng cái từ đó hết, từ người ta sử dụng là keo vuốt tóc, chứ đâu có dùng cái từ sức đâu. Nghĩa là dùng cái từ sức thì nghĩa là cái những cái anh chàng thiết kế này thực sự là không có quá, chắc là có lẽ là đã quá lâu rồi không có nói tiếng Việt. Đó là tất cả những cái gì mà Blackpink Valentine có thể mang đến cho tất cả các bạn. Và ngay bây giờ có lẽ là mình sẽ chơi thử luôn ha, mình chơi thử luôn trên tóc của mình coi nó sao. Ok, let's go. Vẫn như bình thường ha, mình sẽ có một cái máy sấy, nhưng mà lần này mình sẽ đã nhớ để mà mang theo lược sấy rồi. Ok, và ngay bây giờ thì mình sẽ, tại vì nó là Oil Bay, và lúc nào khi mà sử dụng Oil Bay thì các bạn cũng nên nhớ cho mình là sẽ sấy cho nó chảy ra xíu ha. Sấy nóng á, sấy nóng cho chảy ra xíu.
Và khi mà sấy thì mình nhận ra một chuyện, một cái gọi là cái điểm yếu của cái thằng này. Thứ nhất là nó sẽ cực kỳ cứng, rất là khó lấy. Thứ hai nữa là khi mà các bạn sử dụng đến cỡ nhỏ giống vậy nè, đó, còn ít giống vậy nè, thì các bạn sẽ cực kỳ khó lấy. Và chắc là có lẽ là lúc đó là các bạn phải dùng đến cái cây hay cái gì đó, cái vật dụng chuyên dụng để lấy bông mét, thì lúc đó mà các bạn mới lấy được. Mùi dầu khuynh diệt đang phất tán các bạn. Dầu cái gì mà dầu khuynh diệt, rồi cái gì mà mở cù, rồi lông não đó, mình đang cho hết lên đầu mình luôn các bạn. Mình test cho các bạn coi luôn, hy sinh vậy vì nghệ thuật. Cũng khá là giàu quá nha, nói chứ mở cù chứ nó cũng khá là giàu đó. Thì như các bạn thấy là nó tay mình nó bóng bóng đó các bạn thấy đó. Đây là khi mà mình mới vừa bôi lên nha, đây là cái mà mình mới vừa bôi lên, chưa có chảy gì hết nha, cũng khá tạo thành cũng bóng ấy. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không bóng bằng những cái loại mà pomade mà có chứa petrol trong đó. Chúng ta cũng có thể chảy được những cái bom, tại nó là dầu mà, mình cũng có thể chảy được những cái bom. Mình có thể quay lại với dạng như là dòng classic ha, nó cũng sẽ mượt mà đó, quá trời quá đất luôn. Không mà thơm thì thơm nha. Cái mùi dầu khuynh diệt rất là dễ chịu nha, mình rất là thích cái mùi dầu khuynh diệt nha. Không biết các bạn có ai hồi nhỏ các bạn có thích mùi dầu khuynh diệt không? Nếu như ai mà là tín đồ của những cái pha mà hít dầu thì thật sự đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn nên có, để nhiều khi mình không xài thì mình cũng lấy ra mình hít được cho nó phê, hít vô nó phê liền, hít vô như đơ mạ mi nữa. Trời ơi, đó các bạn, đó là sản phẩm Black Bean Brilliant Time. Ăn không? Ngon lành không? Ổn định không các bạn? Các bạn nghĩ như thế nào? Lau cá không? Nhìn cái đầu là lau cá ha, cũng khá là bóng, nhưng mà ok, nói chung là nếu như mà độ bóng như vậy thì mà dễ gọi thì đó là một cái gì đó nó quá ư là đỉnh rồi đúng không? Trời ơi, đỉnh nhất là cái chuyện mà dễ gọi các bạn, cái chuyện mà dễ gọi là cái chuyện cực kỳ ám ảnh đối với những ai mà mới sử dụng gốc dầu ha. Khách của mình mỗi khi mà mình sử dụng gốc dầu cho họ là mình phải tư vấn cực kỳ nhiệt tình, tại vì chỉ cần mà về mà không gọi được thôi, họ không ngủ được, họ mất ngủ cả đêm luôn, là họ trù mình luôn, họ chửi banh luôn. Cho nên là mình rất là ngại khi mà mình sử dụng cái gốc dầu hay là cái gì đó lên cho tóc của họ đó. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ là một cái dòng sản phẩm đi vào gọi là lịch sử cách mạng, một cái cuộc cách mạng đã chờ khá là lâu rồi để có một cái dòng sản phẩm giống vậy. Lưu ý nha, cái này là mình note luôn, là cái này sẽ rất là dễ gọi ra, tại vì hôm qua mình mới vừa gọi cái đầu rồi. Nó là gốc dầu và nó sẽ rất dễ gọi. Quá đi con mẹ đó, người Việt Nam mình đúng là quái thiệt. Giờ này bắt đầu Việt Nam mình có vẻ là lên rồi đó, ghê ghê rồi đó. Và hai cái founder của cái brand này là hai người Việt Nam luôn nha các bạn, đỉnh đi. Mà đợt này thì họ lại có cái team thiết kế là người Hồng Kông, cho nên là cái bộ sản phẩm này á, nó sẽ là cái dòng sản phẩm nó hơi đánh vô kiểu hơi hướng Hồng Kông thập niên 80, cái thời mà Trần Hảo Nam đồ này nọ kia đó, đó cái thời mà đã và hôm nay vô tình lão hổ xã đoàn đã có dịp để review cái dòng sản phẩm mang đậm hơi hướng Chợ Lớn. Được, các bạn thấy sao các bạn? Mình thấy ổn không? Mình thì mình thích chải cái này, tại vì nhìn nó rất là đỉ, nhìn nó rất là láo, nhìn nó rất là gọi là đàng hoàng, không đàng hoàng mà quậy quả, không quậy quả. Nhìn không biết là không thể đánh giá được con người này như thế nào, một nhân vật phải nói là chỉ có trong truyền thuyết. Ok, và ngay trên tay mình đó chính là Black Bean Brilliant Time. Và tất cả những cái gì mà sản phẩm này có mình cũng đã nói hết tất cả tất tần tật trong cái video này rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này, và hy vọng là các bạn cũng sẽ thích cái không gian mà mình mang đến cho tất cả các bạn, để mà mình review đúng nghĩa nhất, chính xác nhất cái dòng sản phẩm này. Và cái dòng sản phẩm này đã có mặt chính thức tại Việt Nam và được bày bán tại tất cả các cửa hàng của Foro Barbershop. Nếu như mà các bạn ai mà không thể đến trực tiếp mua đồ được thì các bạn có thể mua hàng online, đặt hàng online trên cái gì đó mình để đâu đây nè, có thể là Instagram bên này, có thể là fanpage bên này, có thể là website của mình foro.com, hay là các bạn có thể đến một cách trực tiếp hai địa chỉ có thể mua hàng, đó chính là 77 đường Yersin, phường Cộng Lãnh, quận Nhất, và một cái nữa là ở Chinatown luôn.
đó chính là số 61 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, để các bạn có thể trực tiếp thử hàng, mua hàng, xem hàng và cùng với đó là xem những cái sản phẩm khác nữa. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này của mình. Nếu như mà các bạn có những cái thông tin khác về cái dòng sản phẩm này, các bạn có thể để ngay bên dưới comment để mình có thể nghe và mình có thể học hỏi thêm được nhiều thứ nữa. Ok, cảm ơn các bạn. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn sớm nhất có thể. Toàn có học, biết có nói có nhiều đó. Bye bye, hẹn gặp lại. Peace.